Chào các bạn. Sáng nay mình cũng là đi lên rừng nữa các bạn. Trời, ngày hôm kia mình vác cái cây trách ơ cả người các bạn. Ngày hôm qua mình nghĩ mình không đi nổi, mà sáng hôm nay mình lại tiếp tục lên rừng nữa các bạn. Không biết chuyến đi rừng sáng nay có được thành quả gì không. Mình vẫn tiếp tục đi các bạn. Sáng nay mình đi một mình, anh em có, lâu lâu mới có anh em các bạn. Thường thường mình đi lặng mình. Vẫn tiếp tục con đường cũ. Ngày nào trời, lên dốc mệt rồi, lại tiếp tục xuống biển thôi các bạn. Mình cứ mò mò lần xuống biển luôn. Hôm nay mình đi xuống, chúng mình đi xuống các bạn. Chà, xuống biển này im ai. Mình đi xuống có cái gì mình đào mà không có, mình xuống tới nước luôn, đục mấy con hều trong đá cái màn về nước các bạn. Xuống dốc nữa. Chờ. Mình xuống gần tới biển các bạn. Đấy. Ghi đánh cá chạy bạch 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 các bạn. Đây, mình ghép một cây trích nữa. Châu, một cây trích dây đây nó bò. Cây này nhỏ các bạn, không có to đâu. Đây, bạn nhìn nó bò này. Kem kem lên hòn đá. Nói chung là chỗ kia ta. Rồi, xuống này cái góc nó này các bạn. Ôi, cái góc sao mà thấy là lạ ta, lên đây dựng cái chó nữa. Châu, để mình coi thử cái đọt cá chua kia. Chua cái nhỏ nào. Trên đây thì vách đá tiêu liêu, không thấy cái gì trên đây hết. Đây có cây hồng mai này các bạn. Cây hồng mai rất to. Để mình kiểm tra cái trách đi thưa các bạn. Nó làm nên cơm cháo gì không. Gốc của nó này các bạn. Nó mặc cái kiểu gì vậy ta. Trời. Nó bám trong vách đá. Cái rỡ đây thì một cái đi xuống, một cái đi qua. Ở đây ra mấy cái rỡ đi xuống nữa. Cái thân này các bạn. Mày, cái đây cũng già không à. Mà chà, sao nó chân lên chân ngắn vậy. Nó cái gì ta. Ngồi. Cái rỡ đây. Căng căng vô đây. Lên đây trên cao mới cua. Trời. Cua nó chạy dòng lên hòn đá này các bạn. Nập qua nập lại, nập loạn xả hết. Chết 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 chết. Không biết kêu nào đây. Cái này thì đảm bảo lỗi phải nhiều rồi. Để mình ra thử còn cái nào nữa các bạn. Không còn lại bớt thứ nó ra sao. Mình xuống gần tới biển các bạn. Chù biển trong. Trong xanh. Chù tàu chạy bòi bòi. Nhiều lắm các bạn. Chù. Một chiếc tàu, hai chiếc tàu, ba chiếc tàu. Ôi, 4, 5, 6, 7, 1, 7 tàu luôn. Nhiều quá. Đây các bạn, bây giờ là mình à, mình vào khu vực đây thứ các bạn, thứ còn có cái gì không? Chà, tìm thứ còn cái giống gì sót lại ở đây không? Anh em họ đi rất là kỹ các bạn, mà mình tìm lại cũng kỹ luôn, chứ mà chưa thấy cái gì.
chua hay trâu rồi gì anh em họ đào sạch sẽ, không còn gì ạ. Ở đây mình thấy có mấy cây trích này các bạn, thấy cái lá nó ló lên. Mình đang đứng trên ngọn cây nha các bạn, đây chứ không phải mình đứng dưới đất đâu, mình đang đứng ở trên ngọn cây các bạn. Để mình duỗi xuống mình tìm thứ chỗ đây có gì nữa. Đây mình tới góc nó rồi các bạn, chua nó bò cho đây một đùm luôn, một đùm trà luôn các bạn. Cái góc nó đi đỡ mình à, môi thứ các bạn, mình bỏ đồ ngờ đằng kia mình lấy lại mình môi thứ. Chỗ đây như còn cây nữa này, chọc vô mỏ cho nó làm gì rấu rắm chỗ đây dữ. Thôi để mình lấy đồ ngờ mình kiểm tra mới biết các bạn. Mình đào nó nãy giờ đã lâu các bạn, quả quậy lâu mà chưa ra các bạn. Mười chà cũng cứng dữ, rỡ sao mà nó mọc loạn xạ, cái lên cái xuống các kiểu mà không biết hồi nào lần các bạn. Chú cùng mấy ghê đánh cá nó làm gì bịch dữ quá. Mấy ghê ở đây các bạn, biển đây làm bịch kêu lướt sao chạy tới mấy nặng các bạn. Thôi để mình đào tiếp tục á. Lên rồi các bạn, chù chà mọc lộn ngược lộn xuôi rồi. Chú sao rỡ dính rồi lung tung rồi, chết rồi, làm sao đấy. Thôi để mình kích lại các bạn, chú dàn sao trọng. Thôi không sao mà. Mình kích mấy cái rỡ các bạn, đây nó còn được từng này. Chú hai cái rỡ chẳng hạn như con nhái. Còn đây các bạn, mày chào cái cây chú cũng già các bạn. Đây đầu nào cũng lỗi, đây nó chú thằng bó nó lên đây bạn. Mình đạp với con cây nào nữa không, đợi tạm thời cắt nó đấy. Hai cái rỡ chẳng hạn như con nhái, mình được có mấy cái rỡ nhỏ chú, mình còn được cái rỡ nữa nè các bạn. Một cái rỡ kem kem quý vị. Rồi một cây một rỡ, để mình lục xung quanh đây còn cây nào nữa. Cho thấy còn lùm ở trong mỏ o nữa các bạn. Đây không biết cái bụi mỏ o đây mình đào có nấu không. Chú rỡ mỏ o nó cứng lắm các bạn, nó dính như bụi tre á, khó đào lắm. Và đây đây có cây nhỏ nữa nè các bạn. Thật đó mình cậy cái bụi trong mỏ o thôi. Cái bụi mỏ đây to hơn này, còn cái nhỏ đây thì nó tống hơn. Để chút mình đào xong, mình đã dọn nó ra xong rồi. Chù chà dọn mớ mỏ o, y là cái cành đó các bạn, quên xuống đây. Chù cây kia nhỏ mà không chịu đào, mình nghĩ cái đây nó to hơn các bạn. Đúng mình người Việt Nam phải thấy to ham các bạn, đào cây to nặng dắt ly lử tới. Cái nhỏ đâu chịu. Ha, bây giờ đó mình đào ra thứ nó làm nên cái cơm cháo như các bạn. Nó tốn từng người góc mỏ đây. Chú giờ gỡ hết cái góc mỏ đây là chết. Thôi hả mỏ. Mà không biết nó được cái gì trong này không. Phước hết các bạn. Ở dưới đất hết. Mình đào hên xuôi nha. Bây giờ là chuẩn bị mình đào nó các bạn. Tốn từng đất hết rồi. Đào thứ nó được gì không. Nếu nó được gì thì mình cũng vui các bạn, mà không được gì thì mình không vui các bạn. Do mình đào mệt quá nên không được gì là mình buồn. Thôi để mình đào thử các bạn, nó ra cái giống gì. Mình đã đào nó ra một mớ rồi nè các bạn. Đây cái thân này nó đi qua anh kia nè các bạn. Đây có một cái rỡ, một cái cầu xuống đây, xuống đây nó thẳng đây các bạn. Cái này mình không được vui các bạn, buồn rồi là cái chết. Quậy một đảo gần chết mà không lấy được các bạn. Mình thấy nó ít thích á. Không, mình đỡ đấy các bạn, cho nó sống tiếp tục. Đây, còn một cái đọt rất dài, mình chưa cắt nha các bạn. Để mình tìm cái khác các bạn. Lại một cái buồn nữa rồi. Cái to không được các bạn, mình lên đầu cái nhỏ. Đây cái nhỏ gần ra các bạn,
Đó, mình nhổ nó ra tươi. Nó ra sau. Chà. Đứng dính với cây. Cái cây quen gai các bạn. Đây cây quen gai này. Trực dây. Lại ôm cây quen gai. Đứa nào ôm đứa nào ấy. À đúng rồi, trực dây ôm quen gai. Ra rồi các bạn. Đây. Nó dính với cây quen gai này. Cái đây luôn mày. Hoành không lớn hết chứ. Luôn luôn các bạn. Để mình kích rửa bớt ra. Kích xong rồi các bạn. Đây. Mình được một cây nhỏ. Từ đây. Từ đây lên đây nhiêu. Một gang. Đó cá rỡ thôi. Hai gang. Ba gang. Cá rỡ 60. Còn chỗ đây thôi. Chỗ đây tầm 40 các bạn. Đây. Cái đây không có lỗi nha. Lỗi nhỏ xíu ấy. Mà mình được mấy cái lũa. Đây các bạn, nó có những cái lũa. Trời, quanh đây. Quanh đây tới 30 đây. Quanh đây tầm 30 các bạn. Ở trên đây là khoảng 14. 14 các bạn. Rồi, chiều cao 40. Chưa được 4 tấc rồi chờ. Chưa được, gần được 4 tấc các bạn. Được một cây thẳng thẳng. À, mình được cái nhỏ nữa các bạn. Để mình coi thử còn cái giống gì chỗ này nữa. Đây các bạn, mình tập trung lại mấy cây của mình lại một chỗ rồi. À. Một cây rỡ. Một cây rỡ các bạn. Một cây rỡ. Mình đào được một cây nhỏ nữa này. Chà. Một gang. Chưa tới 20. Quạnh to chứ. Để mình kích thằng này bỏ các bạn. Có cái cành khô. Cành khô các bạn. Chứ không phải lỗi nha. Nó có lũa xưa. Một cây cam cam. Đấy, mình được cây nhỏ này. Hai cây nhỏ chụp cái cây đây. Cây đây lùng. Đây được mấy cái lũa này. Rồi, được cây đây đầu tiên này các bạn. Đu, cái cây đây. Quành cũng 45. Chú, hai cây rỡ như con nhái. Đầu nào cũng có lỗi các bạn. Đây. Phía bên đây được mấy cái rỡ nhỏ nữa. Ui, ba đồ tết mà sao nó cũng sáng các bạn. Dở. Chù. Chù các bạn này nha. Chắc còn cái chọc ký các bạn. Chắc quá, chọc dư chọc quá. Thôi, rồi mình vác đi các bạn. Rồi mình coi thứ còn gì nữa không. Mình đang đi lên các bạn. Chú, có con đường mình đi à. Đây. Đấy. Gành đá tiêu liêu các bạn. Con biển kia. Bây giờ là mình phải mang. Đi qua cái chỗ đây các bạn. Lạng hoàng là nó trật nó bay xuống hố đây. Mình mang trên lưng mình. Chắc khoảng gần 20 kg. Mà nó nặng. Đi khó đi các bạn. Không ra được. Đó, bước trật một bước này các bạn. Chỉ cần trật một bước là đi xuống hố liền. Cái đây cái khô này. Ném vô một cái là nó gãy là xong rồi. Chú, sao chỗ đấy dày dữ vậy? Sao mà dúi ra? Chú,
Ủa đây sao mà dịch kia trời. Xem ạ. Rấu nè các bạn. Đây, như bước đi của mình này. Dọn đây. Một hòn đá, hai hòn đá. Đây các bạn phải vượt này. Qua đây nè các bạn. Bắt đứng ở đây. Chút. Ôi, chỗ này có bụi xem hay. To thế. Đó mình đi các bạn. Chắc tất mấy mình dũi thôi. Không thể nào chịu được ở đường này được. Đây. Mình ra tới suối mình đi ngược lên một đoạn đường cũng được rồi các bạn. Cũng xa xa rồi. Ra ngoài đây nó dốc chứ mà nó dở đi hơn trong rừng các bạn. Đá nhấp nhô nhưng mà được cái nó trống. Đây các bạn. Ba lô mình đây. Trời, mấy cái cây ở xe quay. Mình nẹp ở xe ba lô các bạn. Nẹp trật. Bây giờ mình còn phải leo tiếp lên đó nữa các bạn. Trời, thôi. Từ dưới biển cho mình lên đây. Lê lử. Thôi, chập nữa mình nghỉ xíu là mình lên tiếp tục nữa các bạn. Trời, mình đang tiếp tục đi lên nữa các bạn. Uầy. Liệu cứ lên ngược không? Mũi chân các bạn. Quay lại. Đến chắc là phải ngồng nghỉ. Chết cha. Cho lại đứng sững này. Qua cái kẻ đi lên. Qua cái khô nữa chứ. Rồi. Mình tắt máy đó mình nhìn mình leo vô đây các bạn. Trời, mình qua khối cho hiểm trở. Giờ tiếp tục đi nữa. Mang lên phơ thiệt. Trời, còn tao trống các bạn. Tao trống đây còn lên cái dốc lê lử nữa chứ. Cái dốc đây còn đứng nữa. Này. Cái cây. Cây nó mình trống lên các bạn. Đây. Bây giờ leo lên trống. Vừa trống mà vừa dốc mà vừa nắng. Mê cha. Biến rồi các bạn. Đó. Mình dưới đó lên. Bây giờ mình tiếp tục leo lên nữa này. Thì bạn mình nó to con mình các bạn. Mình nó bắt cái cây. Wow. 30 kg. Nó lên núi dốc đây là nó quên cái thịt. Nó nói bó của chạy lên ngừ. Ây dồi. Sau đó bạn biết sao. Mình phải phát cái đó đi. Nó phát cái nhẹ hơn. Xuống chưa. Đây. Nó tới đây là nó liền này. Nó liền cái thịt liền. Nó liền nó tìm nó lại nha. Ôi, mình nghĩ các bạn. Thôi mà ta lên nữa. Chà. Chù, vừa nắng. Nắng mặt bóng. Hên quá. Mình cắm lên tới đây rồi. Còn nửa đường dốc nữa. Là mình lên tới đỉnh cao nhất các bạn. Wow. Tới như bọt kiểu xe.
cùng mình cũng lên tới đầu núi các bạn, hết dốc. Trời, phê ạ. Kìa, biển mình xa các bạn, giờ mình đi cách xa biển lắm rồi. Rồi đây, vẫn con đường mình đã xuống. Rồi, bây giờ còn đường xuống các bạn. Mình nghĩ xíu nữa là mình mang cái đây xuống các bạn. Chuyến đi rừng mình đến đây kết thúc các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.